Sau thông tin chính thức về việc Đài Thọ toàn cục 500 khách mời, trong đó 200 khách mời là nghệ sĩ trong showbiz, Brazil Bi Phú Quốc ăn chơi, nhảy múa trong 2 ngày, thế hệ đây thiệp mời đám cưới của Đông Nhi, ông Cao Thắng cũng được hé lộ. Theo đó, hậu phi chồng Lý Hải Minh Hà chia sẻ thiệp mời dự ngày hạnh phúc cùng dòng trạng thái, lần đầu tiên đi ăn cưới tới 2 ngày. Cô dâu chú thể chịu chơi thì khách mời chuẩn bị quẩy thôi. Chúc mừng đôi người chơi trẻ đáng yêu. Có thể thấy thiệp mời đám cưới của Đông Nhi và hôn phu khá dễ chơi nhưng không kém cỏi phần sang trọng trọng. Trên thiệp có ghi rõ ràng một số yêu cầu cho khách mời như quần áo màu đen, trắng hoặc kem. Chỉ có những vị khách có tên trong danh sách thế hệ có thể vào bên trong resort. Ngoài ra, thời gian diễn ra hôn lễ cũng được tiết lộ vừa đủ như sau. Vào 16 giờ 0 chiều 9 tháng 11 sẽ khai mạc đón khách, đến 17 giờ 30 khai mạc tổ chức lễ kết hôn. 16 giờ 30 bước vào phần thiệp chính, ăn uống. 20 giờ 0 quan khách sẽ nhảy múa, vô chơi cùng cô dâu chú rể. Thiệp mời đám cưới của Đông Nhi ông Cao Thắng có ghi cảm xúc của chúng tôi vẫn nguyên vẹn sau từng quý năm. Ghi rõ ràng thông tin lịch trình cụ thể. Và một số yêu cầu cho khách mời. Công chúng vô cùng đón đợi đám cưới của cặp đôi sau 10 năm gắn bó.